Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nông Trại Hoa Kiều. Thì hiện tại thì em đang đứng ở khu vực Phú Yên. Nơi đây là em cũng có quay cho mọi người xem sơ về một đoạn video nói về em khảo sát đất ở đây rồi. Thì ngày hôm nay thì chính thức có mặt ở đây. Thì ngày hôm nay chúng em đã xong mặt bằng và chuẩn bị gọi là khai móng rồi mọi người. Nhưng mà một số vật tư vẫn chưa có hoàn thiện, cho nên là ngày chiều hôm nay anh em cũng nghỉ giải lao. Thì em cũng tranh thủ làm video. Nhưng ngày hôm nay chúng ta không nói về cái vấn đề là xây dựng trang trại, bởi vì hiện tại thì chưa có gì trên đất cả. Cho nên là chúng ta cũng chưa có gì để nói nhiều. Và ngày hôm nay thì em muốn chia sẻ với mọi người cái lý do vì sao mà Trung Quốc mở cửa đã lâu rồi mà cái giá thịt heo thì vẫn không tăng, mà cái giá cám thì vẫn cứ là tiếp tục là không giảm. Thì đó là cái chủ đề của ngày hôm nay. Nói lại với cái vấn đề mà giá heo không tăng trong cái thời gian qua, mặc dù có rất là nhiều cái báo chí, kể cả kênh VT16 cũng là một kênh về một video về nói về cái giá cả không lên sau khi Trung Quốc mở cửa đường biên. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa tìm được cái nguyên nhân chính thức và cái giải pháp nào để cho chúng ta có thể mà gọi là yên tâm và dự đoán được cái thời điểm mà giá heo tăng lên. Thì ngày hôm nay em muốn cùng anh chị chúng ta sẽ tìm nguyên nhân. Thì nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta dễ thấy nhất á, là cái gọi là cái lượng cung vẫn còn lớn hơn cầu rất là nhiều. Thì thực tế mọi người thấy đấy, hiện tại chỉ có đối bản thân em ở xa mà cũng có thể đi mở những cái trang trại như thế này. Và hiện tại ở đây, khu vực đây, chúng ta thấy nhìn phía xa đấy, chúng ta cũng thấy có rất là nhiều trại. Khu vực này là có 3 trại chính, là 6.000 con. Hiện tại đang mở thêm trại này là khoảng 1.500 con nữa. Thì chúng ta thấy một khu vực như vậy thì công ty người ta mở rất là nhiều. Số lượng heo trong chuồng còn rất là nhiều. Chưa kể đến các công ty khác, đây là công ty Si Giai nha mọi người. Em lên Bình Phước thì dự định cũng có khảo sát đất cho đang dự định chăn nuôi cho công ty New Hope. Và chưa kể cả là cái nguồn heo của SCB còn rất là nhiều. Cho nên hiện nay có thể nói là nguồn cung không thể bao giờ thiếu. Gọi là không thể thiếu, mặc dù là chúng ta nghe ngoài tư nhân hoặc là các khu vực ở miền Bắc thì chúng ta thấy là anh em như tư nhân thì bỏ chăn nuôi rất là nhiều. Nhưng mà vẫn không có bao nhiêu cả. Tất nhiên là cái lượng heo vẫn còn rất là nhiều. Đó là cái nguồn cung không thiếu. Đây là một số anh em thợ. Hiện tại là chiều nay nghỉ. Đấy, đó, anh già. Anh già Vũng Tâm. Từ đầu giờ khi mặt bằng chưa xong thì anh em ở đây chỉ làm sắt thôi. Thì chúng ta chờ thêm tập trung vật tư. Cho nên là một số cái đi xa nó hơi khó khăn. Đấy, quay cho anh chị thấy. Đấy, cuộc sống của đi làm thợ hồ như thế này. Không sung sướng bằng lọc phù hồ. Nguồn cung thì dư thừa, còn cái sức tiêu thụ của người dân thì vẫn còn ai về. Bởi vì chúng ta thấy sau cái ảnh hưởng của dịch Covid thì kinh tế đang dần phục hồi thôi. Mặc dù Trung Quốc mở cửa, nhưng cái thời điểm này trong quý 1 này, kể cả đầu quý 2 thì cái giá thịt vẫn không lên được, bởi vì cái sức tiêu thụ của người dân vẫn còn ít. Và chúng ta chỉ trông mong được là cái sự mở cửa đấy thì cái sức hút của cái du lịch nó sẽ tăng lên, nó sẽ bùng phát lên. Ví dụ như là một số nước họ thấy thông thương rồi, cái đường đi nó dễ hơn thì người ta sẽ du lịch nhiều và nguồn kinh tế sẽ ổn định lên, dần lên. Thì các nhà máy xí nghiệp công nhân sẽ ổn định hơn, ít thất nghiệp hơn. Thì chúng ta sẽ tiêu thụ, cái sức tiêu thụ sẽ cao lên. Thì lúc đó thì chúng ta thấy mới cứ may ra là có cái giá thịt nó tăng theo. Đó là cái dự đoán. Và tiếp theo thì khi nói về chúng ta mong chờ về cái việc mà Trung Quốc mở cửa đường biên, thì chúng ta vẫn chưa xuất khẩu qua bên đó được nhiều. Bởi vì hầu hết chúng ta xuất khẩu qua bên Trung Quốc là về bằng con đường gọi là tiểu ngạch. Và hiện nay cũng có rất là nhiều khó khăn. Bởi vì muốn xuất khẩu qua Trung Quốc thì chúng ta phải chứng minh được sản phẩm sạch, tức là không có dịch bệnh. Nhưng hiện nay dịch bệnh châu Phi vẫn đang hoành hành, kể cả tây xanh. Nhưng mà người thấy trang trại của em đấy, cái nguồn tây xanh nó đã dính rồi. Thì chúng ta vẫn chưa giải quyết được cái điểm đó.
cho nên thực sự rất là khó khăn để xuất khẩu qua bên Trung Quốc theo con đường chính ngạch. Và chỉ mong sao, chỉ mong rằng là bên chỉ có con heo ăn chuối của Bộ Đức thì có khả năng là em nghĩ là có khả năng là xuất được qua bên Trung Quốc sớm hơn. Vì cái trang nuôi của Bộ Đức nó về cái sản phẩm ăn chuối nó có tiếng hơn, người ta dễ BR, người ta dễ có thương hiệu, thì nếu mà giữ được cái sản phẩm sạch, không ít bệnh tật thì em nghĩ là bên cũng mong chờ cho heo ăn chuối của Bộ Đức đi được xa hơn. Nó sẽ mang được cái tiếng cho ngành chăn nuôi của chúng ta, và từ đó thì may mắn thì chúng ta sẽ ăn theo cái giá và cái giá nó sẽ lên. Đó là những cái vấn đề như vậy. Một vấn đề tiếp theo là chúng ta cũng hay quan tâm khi nói về cái giá heo, thì hiện nay chúng ta vẫn thấy Việt Nam ta thì vẫn nhập rất là nhiều, hàng tỷ USD về cái nhập khẩu lượng thịt heo. Nhưng theo báo Công Thương thì một số trang báo người ta có đề cập về vấn đề này, thì hầu hết các bộ trưởng trả lời là cái việc nhập khẩu thịt heo này nó chỉ là chủ yếu là dùng trong chế biến thực phẩm chứ không phải là đưa ra thị trường, cho nên là không ảnh hưởng mấy đến cái giá heo. Nhưng tất nhiên đó là cái nói trên mặt báo thôi, còn thực sự những cái nhập heo chúng ta nhập khẩu mà không nguồn gốc này kia, cái giá cả nó sẽ cạnh tranh, nó cũng một phần kéo cái giá heo của chúng ta đi xuống. Vấn đề tiếp theo nữa thì hầu hết hiện nay, ví dụ như chúng ta nghe dịch bệnh một cái thì không bao giờ về cả công ty hoặc là người dân, em đảm bảo luôn, không bao giờ mà gọi là thiêu hủy theo cái chế độ nhà nước cả, rất ít có nhưng rất ít là theo chế độ tiêu hủy, còn hầu hết vẫn tung ra thị trường. Cho nên là khi chúng ta vẫn chưa giữ được cái dịch bệnh thì tất nhiên cái thịt heo tràn lan ngoài chợ, ngoài thị trường sẽ rất là nhiều, sẽ làm ảnh hưởng đến cái giá heo thì không tăng lên được. Đó là vấn đề có thể gọi là rất là lâu dài. Cho nên ở đây mong muốn làm sao chúng ta giữ được cái dịch bệnh, làm sao cái vaccine dịch tả châu Phi nó ổn định, nó tung ra thị trường, gọi là cái gọi là phổ thông, thì khi đó chúng ta sẽ hưởng lợi nhiều hơn và mong rằng giá heo nó sẽ lên. Còn trở lại vấn đề với lại cám, tại sao nó không giảm, mặc dù dự báo rất là nhiều về sau khi Trung Quốc mở cửa này kia là giá cám sẽ giảm đi để đỡ áp lực cho cái ngành chăn nuôi. Nhưng một khi chúng ta thấy cái chiến tranh của Ukraine và Nga vẫn còn, đường thông thương vẫn còn khó khăn trên biển, thì đảm bảo giá cám vẫn còn tăng, rất là khó xuống. Mặc dù là một số cái nguồn tin báo là sẽ giá giảm trong quý 2, nhưng điều đó em nghĩ cũng giảm ít thôi. Bởi vì vừa chiến tranh mà vừa cái biến đổi khí hậu làm cho thời tiết ở một số nước cung cấp như lúa mì này kia để làm thức ăn chăn nuôi nó khó khăn, thì vẫn không kéo cái giá cám đi xuống được. Bởi vì nước Việt Nam chúng ta hầu hết là khi sản xuất thức ăn chăn nuôi đều nhập khẩu, gần như 80% là nhập khẩu. Cho nên là cái giá cám vẫn còn tăng. Và kể cả là chưa nói về cái vấn đề mà cái thời gian qua khi mà nó khó khăn vì dịch bệnh, vận chuyển này kia, thì những công ty cám họ cũng đã bị thua lỗ. Người ta cho nên là người ta vẫn giữ cái giá, gọi là có thể gọi là bù lỗ. Cho nên thời gian này em nghĩ vẫn chưa xuống được. Cho nên rất là mong rằng là cái bước vào quý 3 thì cái giá heo sẽ tăng lên theo dự đoán của báo chí, là khi cái nguồn kinh tế của chúng ta ổn định hơn thì du lịch phát triển nhiều hơn, các nhà máy xí nghiệp mà ổn định hơn, công nhân đi làm lại nhiều, thì cái nền kinh tế chúng ta có tiền rồi thì chúng ta sẽ tiêu thụ cái thịt heo cao hơn, thì lúc đó thì giá cả nó sẽ tăng lên. Đó là cái chúng ta mong chờ vào cái quý 3. Còn bây giờ thì hiện nay mọi người vẫn thấy đấy, giá heo vẫn không nhích lên được, kể cả giá con gà. Và theo một số báo thì nói là lúc trước em có nói rồi là chúng ta chuyển qua ăn thịt gà nhiều hơn thịt heo, nhưng thực sự cái điều đó em nghĩ là không đúng. Bởi vì hiện nay ở quê hương của em á, hàng trăm cái trại gà, cho nên là nguồn gà không bao giờ thiếu cả. Mà nếu mà chúng ta chuyển qua ăn thịt gà nhiều hơn thì tất nhiên giá gà phải lên, nhưng không, giá gà hiện nay vẫn có tăng lên một xíu là giá 46-47, nhưng giá đó người ta vẫn chưa có lời mọi người, có thể là quỳ giống thôi, công ty quỳ giống thôi. Nhưng có thể nói là cái nói về chúng ta thay đổi cái thức ăn trong cái bữa ăn của chúng ta thì chỉ có một phần rồi đó thôi, còn thực sự thì cái tiêu chí, cái ý kiến đó em nghĩ là nó cũng không đúng lắm. Và
Đó là tất cả những gì muốn chia sẻ với mọi người trong cái video nói về cái việc Trung Quốc mở cửa mà sao giá heo không lên, một số nguyên nhân như vậy. Còn đối với mọi người thì có ý kiến gì? Và em cũng xin nói thêm là ở đây là cái giải pháp nào đưa ra để chúng ta có thể mà tăng cái giá thịt heo lên trong cái thời gian tới. Thì hầu hết các báo kể cả đài VT16 cũng đưa ra cái nguyên nhân này kia, nhưng em thấy cũng không có đưa ra được cái biện pháp, cái biện pháp nào để mà chúng ta có thể tăng cái giá thịt heo lên. Thì mong chờ nhất ở đây đối với bản thân em cũng như mọi người có lẽ là chỉ mong chờ là cái sức kinh tế phục hồi là thứ nhất, thứ hai là chúng ta có thể nhập khẩu, xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc. Nhưng một điều này vẫn còn rất là nhiều khó khăn, rất mong chờ các cơ quan nhà nước và kể cả chúng ta chung tay góp tay làm sao đó để cho chúng ta xuất khẩu qua được bên nước ngoài, qua ra ngoài biên giới qua Việt Nam chúng ta, kể cả là Trung Quốc hoặc là Lào, Campuchia, thì mai rau Hồng Kông, Ma Cao, thì là mai đâu thì lúc đó thì giá heo chúng ta mới ổn định được. Còn hiện giờ cái sự tự phát vẫn còn, hầu hết các công ty vẫn tăng số lượng đàn rất là nhiều, cho nên là chúng ta vẫn chưa biết được cái tương lai, cái giá cả tiếp theo nó như thế nào. Đó là cái ý kiến riêng và cũng em cũng sưu tầm trên các nguồn báo rất là nhiều. Còn đối với anh chị thì có ý kiến gì, chúng ta có cái ý kiến gì phản hồi thì chúng ta rất là mong anh chị chúng ta cùng nhau chia sẻ để chúng ta có cái niềm vui. Ở đây chúng ta biết là chúng ta không có tác động gì được nhiều đến cái vấn đề này, nhưng chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta góp ý với nhau để tạo thêm một cái niềm vui trong cuộc sống, tạo được cái niềm tin để chúng ta chăn nuôi có kết quả tốt hơn. Còn bây giờ thì em xin chào và gặp lại, chúc mọi người sức khỏe và chăn nuôi thành công. Đâu, anh đâu có dỡ ra được, anh dỡ ra anh cũng đâu có được.